giá thành này, công trình này, cái chuyện chi phí này, thêm rồi như thế này để yên nhá, không sửa gì hết. Dạ rồi em cắt. Ok dạ. Đoạn này em không hề sửa. Chị nó hiện lên như này có bị ảnh hưởng đến chị nếu không tìm thấy đối tượng tập hợp chi phí hết chị? Không, bởi vì là cái bút toán này là bút toán kết chuyển rồi. Dạ ok chị. Vì là cái tài khoản 621, 626, 627 theo thông tư 200 ấy là dạ. Phần mềm đây này, cái câu hỏi đấy để em hiểu được bản chất luôn vấn đề này. Là do ấy, dạ. Visa ấy, họ đã thiết kế là dạ. 627 này. Ví dụ vậy đi. Đấy, là ở đây ví dụ như cho cái gì rồi, cảnh báo theo cái gì ấy. Nghe chưa? À, hình như lúc nãy 627, 77. Cho nên là phần mềm nó sẽ cảnh báo em là kiểu như là có chọn đối tượng hay không ấy. Nhưng mà ở dạ. Cái chuyện đấy thì coi như em bỏ qua. Không cần chọn đối tượng nữa. Như thế là cấp. Dạ. Nhá. Rồi. Dạ rồi. Nghiệm thu. Xóa cái này đi. Nghiệm thu lại. Nói chung là bên cái dịch vụ logistics này của nó cũng nhiều vấn đề lắm. Đây, em sẽ cái này. Thấy chưa? Đấy, doanh thu quốc tế này. Dạ. Thả khác với doanh thu khác. Bởi vì dạ. Sao thuế sẽ hỏi luôn là trình bày cho người ta ấy, cái bảng doanh thu giả vốn tương ứng ấy thì mình phải có. Dạ. Thật ra ấy, dạ. Đây là vì bên em doanh thu nó quá lớn, mình không thể nào làm chi tiết được ấy. Mình làm như thế này. Dạ. Em phải làm như thế này chứ em không thể nào để gộp ấy. Gộp hết được. Dạ. Em hiểu ý chị chưa? Vậy còn lại hai cái quy trình nữa. Em làm nốt. Được chưa? Em làm nốt xong rồi em sẽ xóa cái chuyển lỗ của tháng 12 ấy. Em kết chuyển lãi lỗ của tháng 12 thì em sẽ nhìn được doanh thu và giá vốn của từng loại doanh thu ấy, doanh thu quốc tế, yeah. Doanh thu khác và sau đó có bốn loại doanh thu nó sẽ có bốn loại giá vốn tương ứng. Đấy. Thế thì từ đó em sẽ xóa hết tất cả ấy. Từ tháng 1 đến tháng 11 đi. Em sẽ làm tương ứng như thế. Em hiểu kỹ của chị chưa? Yeah. Em hiểu rồi. Như vậy là 12, một bình thường là nó sẽ có 12 kỳ. Bây giờ có 12 kỳ nhân 4 thì sẽ là 48 lần em tính giá thành. 48 dạ. Lần kết chuyển là 48 lần em nghiệm thu. Được chưa? Dạ. Sau đó dạ. Em sẽ vào cái chứng từ nghiệp vụ khác này. Em sẽ kết chuyển lãi lỗ cho chị ấy. Không lại. Kết chuyển một từng tháng nữa đâu. Bản thân hàng năm hàng tháng ấy, tất nhiên hàng tháng em vẫn phải làm để em cân từng tháng. Nhưng mà khi yeah. Cân xong cả năm rồi em xóa hết toàn bộ cho chị cả năm. Em kết chuyển lại một lần thôi. Một lần thôi từ tháng 1 cho đến tháng 12. Để nhằm yeah. Mục đích là trên bảng cân đối của mình. À nếu như lỗ thì nó nằm phát sinh bên nợ. À nếu như lãi thì nó phát sinh bên có. Còn em đang yeah. Làm từng tháng như thế này là nó sẽ có vừa nợ vừa có. Đúng không nào? Có nhìn. Yeah. Mà trong khi đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là mình sẽ tính trong năm em. Chứ mình không thể tính yeah. Dư. Ừ, tôi còn đồng ý là hàng tháng em cân là đốt. Nhưng cuối năm ấy, xóa đi. Yeah. Làm lại cho chị. Sau đó, làm xong yeah. Cuối thì bảo chị để chị vào kiểm tra lại. Một lần yeah, rồi. Các yếu tố khác nhá. Còn hôm nay, yeah, rồi. Chị hướng cho em về yếu tố doanh thu. Giá vốn cho đã. Dạ rồi. Rồi, ok. Dạ. Thế nhá. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Chị chào em.